Những chuyến bay cấp cứu mang theo cả ý chí, mệnh lệnh từ trái tim, tình cảm của những người thầy thuốc, người lính sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để đưa bệnh nhân từ vùng hải đảo xa xôi của Tổ quốc về đất liền cứu chữa kịp thời, là điểm tựa vững chắc giữa trùng khơi để ngư dân thêm an tâm bám biển. Ngư dân Trịnh Văn Tiến khi đang khai thác hải sản trên biển không may bị ngã, đập mạnh người vào tàu bị đa chấn thương, vỡ gan phải. Ngay khi nhận được chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trực thăng binh đoàn 18 cùng kiếp y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 đã khắc phục điều kiện trời mưa, giông, bay ra đảo Trường Sa đưa bệnh nhân về đất liền an toàn. Hơn 10 ngày điều trị tích cực, anh Tiến đã bình phục và xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình. Thôi cũng không nghĩ là đã sống đâu, tại ở bình làm rất là khơi, làm biển rất khơi, vô đảo, đã là cấp cứu là đã mất máu rất nhiều. Thì cũng không nghĩ sống, rồi bắt đầu đâu là chờ nhờ các chiến sĩ trong đảo, là mới cho máu là làm sơ cứu ở đảo. Đại úy bác sĩ Đinh Văn Hồng có nhiều năm kinh nghiệm và từng là thành viên đội cấp cứu đường không của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Vận dụng tốt kiến thức chuyên môn, mỗi thao tác tiếp nhận vận chuyển bệnh nhân bằng trực thăng từ các vùng biển, đảo về đất liền được bác sĩ Hồng và tổ bay thực hiện cẩn trọng, theo dõi sâu sát, duy trì tình trạng ổn định cho bệnh nhân. Nhiệm vụ của chúng tôi thường xuyên là nhiệm vụ đột xuất. Sau 10-15 phút là chúng tôi phải có mặt và sẵn sàng cho một chuyến bay vận chuyển bệnh nhân. Chúng tôi chủ yếu cấp cứu vận chuyển từ quần đảo Trường Sa về Bệnh viện Quân y 115. Tổng thời gian bay trung bình là trong một chuyến đi khoảng từ 9 đến 12 tiếng. Do đó thường xuyên phải chịu áp lực rất lớn về cả mặt sức khỏe lẫn tinh thần. Để có những chuyến bay cấp cứu bệnh nhân an toàn, Bệnh viện Quân y 175 thường xuyên phối hợp với Binh đoàn 18, Sư đoàn Không quân 370, thực hành diễn tập với nhiều tình huống khẩn cấp, sát thực địa. Cái sân đỗ trực thăng đưa vào sử dụng trong 3 năm vừa qua, rút ngắn được cái thời gian, cái giờ vàng cấp cứu bệnh nhân. Trong những năm vừa qua thì chúng tôi đã thực hiện được những cái ca cấp cứu rất là thành công. Cấp cứu đường không phải được triển khai một cách tốt nhất trong tương lai. Vì làm gì? Ngoài cái nhiệm vụ cấp cứu y tế biển đảo thì các cái đối tượng khác ở các cái nơi xa xôi khác cũng phải được những cái dịch vụ này. Đối mặt với khó khăn, thậm chí có cả những hiểm nguy, nhưng vẫn không làm cản bước những bác sĩ áo lính